Thả em thả nha. Thôi xuống đi, thả má. Xuống đi anh ơi. Thả nha. Đây là lúc lực lượng cảnh sát đu dây từ tầng 18, một căn hộ chung cư, để giải cứu bé gái mắc kẹt trong căn hộ tầng 16. Clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xem một phen thót tim vì sự nguy hiểm. Ngày 1 tháng 10 năm 2023, Trung tá Trần Tuấn Thanh, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa giải cứu một bé gái 2 tuổi mắc kẹt trong tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 9, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo của người dân về việc có một cháu bé 2 tuổi tại tầng 16 chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk ở nhà một mình đang gào khóc hoảng loạn. Tuy nhiên, căn hộ đã bị khóa phía trong, chủ lại đi vắng, hàng xóm không thể tiếp cận để hỗ trợ được. Xác định tính cấp thiết của việc cứu cháu bé, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều một xe thang, một xe cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án cứu hộ. Do cửa căn hộ bị khóa bên trong vì người lớn đi ra ngoài, khóa cửa để bé ở nhà một mình nên phải mất nhiều thời gian để phá khóa. Lực lượng mới triển khai được đội hình đu dây hạ chậm từ tầng 18 xuống lan can tầng 16 để cứu nạn cho bé. Dù trời mưa và phải triển khai đội hình từ vị trí cao khoảng 60 mét, nhưng chỉ sau 5 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận, giải cứu cho bé an toàn và bàn giao lại cho gia đình. Một cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, trong căn hộ có nhiều thiết bị điện đặt ở vị trí thấp, cháu bé còn quá nhỏ để ý thức được mức độ nguy hiểm xung quanh. Sau khi bàn giao cháu bé cho gia đình, đơn vị đã khuyến cáo họ tuyệt đối không để con trẻ ở nhà một mình.